Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy. Vụ học sinh quay cô giáo ở Tuyên Quang còn mang đến trường làm việc. Lời kể nhân chứng vụ cháy nhà hai người tử vong ở đường Lê Văn Sĩ. Chủ cho người nghiện phê ma túy tại nhà hàng Pha Lê ở Gò Vấp. Mỹ trừng phạt các cá nhân Israel gây bất ổn ở bờ Tây. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay ngày 6 tháng 12, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, ông Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trong năm 2023. Theo ông Nguyễn Đức Thái, năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 1.748 vụ so với cùng kỳ năm 2022 và tiếp tục diễn biến phức tạp gây không ít khó khăn cho cơ quan tố tụng trong phòng chống tội phạm. Nổi lên là tội phạm vận chuyển ma túy trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, việc vận chuyển ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là quà biếu chuyển phát nhanh, hàng xách tay. Liên quan đến vụ việc vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16 tháng 3. Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 235 bị can về các tội vận chuyển ma túy trái phép, mua bán trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Cuối tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan vụ trong hành lý 4 tiếp viên hàng không có ma túy, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. So với thời điểm cuối tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 106 bị can liên quan vụ việc này. Chiều ngày 6 tháng 12, tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, Công an huyện Sơn Dương xuất hiện và có buổi làm việc với nhà trường liên quan đến vụ cô giáo PTH tên viết tắt bị nhóm học sinh dồn vào góc tường xúc phạm. Đến thời điểm này, một cách chính thức nhất theo hai báo cáo của huyện Sơn Dương, thì nguyên nhân và diễn biến của vụ việc bắt đầu từ tháng 9. Nhân vật trong sự việc là cô PTH, giáo viên môn âm nhạc của trường Trung học cơ sở Văn Phú, có mâu thuẫn với học sinh lớp 6A, rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho bạn rồi đăng tải trên Facebook. Vì việc này, đến ngày 21 tháng 11, cô H bị nhà trường kỷ luật cảnh cáo. Đến ngày 29 tháng 11, vào tiết 3 buổi sáng, cô H có giờ giảng ở lớp 7C, thì học sinh ở đây có dùng phản ứng tiêu cực. Đến tiết 4, cô sang dạy lớp 6A. Hết tiết 4 này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A. Số học sinh này đóng trái cửa, nhốt cô H trong phòng học, rồi nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên. Các em tiếp tục quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Ngày 6 tháng 12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường Lê Văn Sĩ, khiến hai anh em, ông DGH, tên viết tắt 70 tuổi, và ông DPNH, tên viết tắt 62 tuổi tử vong. Đến sáng cùng ngày, nhiều người dân sống trong hẻm 305 đường Lê Văn Sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng, không dám nghỉ ngơi sau vụ cháy được miêu tả là hơn chục năm rồi chưa thấy. Hàng xóm cho biết, thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà, ngoài anh em ruột là ông DH và ông NH thì còn một người đàn ông là thành viên trong gia đình sống cùng hai con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Ba, 64 tuổi ở trong nhà, cách nơi cháy chỉ vài bước chân, nhìn thấy nên cùng một hàng xóm khác lao qua hô hoán. Mặt lửa, ông Ba lao vào đám khói hô cháy nhà, nhưng lúc này người đàn ông sống bên trong cùng hai con nhỏ do sợ quá chạy xuống hướng dưới bếp. Một người dân khác cho biết, người bên trong căn nhà quá hoảng hốt tìm chỗ nấp, chứ không tìm cách thoát ra. Khi ông Ba kéo được ra ngoài và hỏi còn ai nữa không, thì người đàn ông nói rằng còn hai người nữa trên lầu. Lúc này, lửa đã bắt đầu lan rộng, tỏa khói khét lẹt. Mặc kệ rất nóng, ông Ba tiếp tục lao lên trên lầu tìm hai người còn lại. Các hàng xóm sau đó mang nước bình chữa cháy tới. Nhưng lúc này, lửa lớn đã bốc cao trong một không gian hẹp chứa nhiều chất cháy, nên tỏa nhiệt và khói lớn. Theo cơ quan chức năng, lửa lớn đã khiến gác lửng đổ sập, đè bít cửa ra vào và do bên trong chứa nhiều vải, nhựa, giấy gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.
Hậu quả vụ việc khiến hai anh em ruột tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Rạng sáng ngày 6 tháng 12, tại km 58 100 quốc lộ 18, đoạn qua tổ 1, khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và hai xe tải đầu kéo. Vào thời điểm này, xe ô tô con do anh Nguyễn Nam Phờ, tên viết tắt, sinh năm 1998, trú tại khu La Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, đi hướng Uông Bí, Đông Triều, đã va chạm với xe ô tô đầu kéo do anh Nguyễn Văn Thờ, tên viết tắt, sinh năm 1976, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đi cùng chiều phía trước. Sau đó, xe con tiếp tục va chạm với xe đầu kéo do anh Vũ Quốc Hờ, tên viết tắt, sinh năm 1991, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến tài xế xe con bị thương nặng, ba người đi cùng trên xe bị xây xát, các phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng ở địa phương đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân kịp thời ứng cứu hai tàu cá bị mắc cạn và sóng biển đánh chìm tại cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, một tàu cá do ông Nguyễn Văn Phương, trú xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ, tàu cùng 3 thuyền viên ra cửa biển Nhật Lệ lấy nước mặn vào nuôi ghẹ. Khi ra cách cửa biển khoảng 500 mét, do nước chảy xiết, sóng biển lớn nên tàu mất lái, không điều khiển được, bị sóng đánh dạt vào bờ và chìm. Tiếp đó, một tàu cá do ông Đào Xuân Dũng, 43 tuổi, trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, làm chủ tàu, cùng 3 thuyền viên ra hỗ trợ ứng cứu, nhưng do thời tiết xấu, sóng biển lớn nên tàu cũng bị mắc cạn, còn nguy cơ bị chìm. Nhận tin báo, đồn biên phòng Nhật Lệ triển khai lực lượng phối hợp với đội quy tắc trật tự đô thị thành phố Đồng Hới, cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức phương án ứng cứu. Đến ngày 6 tháng 12, các lực lượng đã ứng cứu thành công các thuyền viên cùng hai tàu gặp nạn vào bờ an toàn. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Vũ Phước, 28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả xin việc làm rồi mượn điện thoại của bảo vệ, sau đó chiếm đoạt. Cụ thể, một nam thanh niên đến cổng bảo vệ của các công ty giả xin việc làm, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, người này ra tay giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, đồn công an khu công nghiệp Mỹ Phước đã thường xuyên tuần tra để truy tìm nam thanh niên gây án. Khi đang tuần tra, lực lượng công an phát hiện Phước có hình ảnh nhận dạng giống như miêu tả của các nạn nhân nên đã bí mật theo dõi. Khi Phước chuẩn bị ra tay thì bị lực lượng công an bắt giữ. Bước đầu, Phước khai nhận đã gây ra tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Nam Từ Liêm, công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành, 48 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, công an xác định Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng, đầu tư cho công ty thuê hoạt động kinh doanh. Bị can Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Trên thực tế, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc TV và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo. Công an xác định, số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam thuê. Ngày 6 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Gò Vấp lấy lời khai nhóm Ngô Minh Hải, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, chủ quán Pha Lê, Hoàng Vĩnh Đông, 36 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, Trần Tín Hồ Anh, 34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, Nguyễn Tú Trinh, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhóm này còn bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Gò Vấp phát hiện một số nhà hàng trên địa bàn có dấu hiệu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc 17 giờ ngày 29 tháng 11, lực lượng chức năng ập vào nhà hàng Pha Lê, số 565 Lê Văn Thọ, phường 14 quận Gò Vấp,
bắt quả tang 4 người tàng trữ, tổ chức và chứa chấp sử dụng ma túy. Điều tra cho thấy, Hải đã sử dụng quán của mình cho nhiều người sử dụng ma túy. Hải đã cùng tham gia chơi ma túy với những người còn lại. Đối với Đồng, trước đó đã liên hệ thuê phòng tại nhà hàng Pha Lê và rủ anh Trinh mua ma túy loại ketamine mang đến để cùng sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ngày 6 tháng 12 đã tổ chức tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm nhập lậu qua biên giới. Đây là vật chứng trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 11, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Việc tiêu hủy được thực hiện tại bãi rác thuộc xã Gào, thành phố Pleiku, theo phương thức chôn lấp, rải hóa chất để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Liên quan đến số cá tầm này, ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Công an tỉnh Gia Lai lập tờ trình. Về lý do tiêu hủy, cá tầm là hàng hóa dễ hư hỏng, khó bảo quản, không bán được, phải tiêu hủy theo quy định. Thông tin quốc tế nổi bật trong hôm nay sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi Israel tuyên bố bao vây thành phố chính của phía nam dải Gaza, động thái đáng ngại trong bối cảnh thương vong dân thường ngày càng tăng. Ngày 5 tháng 12, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho rằng lực lượng phòng vệ Israel nên duy trì quyền kiểm soát việc giải trừ vũ khí ở Gaza sau xung đột, bác bỏ ý kiến rằng nên có một lực lượng quốc tế chịu trách nhiệm về an ninh ở dải Gaza. Theo CNN, Thủ tướng Israel nêu quan điểm cho hay vào ngày hôm sau khi xung đột Israel-Hamas kết thúc, dải Gaza phải được giải giáp. Và để giải giáp Gaza, chỉ có một lực lượng có thể đảm bảo điều đó, và chính đó là lực lượng phòng vệ Israel. Theo Thủ tướng Israel, từ những kinh nghiệm tại các nước khác, có thể thấy rằng không lực lượng quốc tế nào có thể chịu trách nhiệm về việc giải giáp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa áp đặt lệnh cấm thị thực đối với các cá nhân Israel mà Mỹ cho là có liên quan phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở bờ Tây, theo hãng tin Reuters. Ông cho hay, Mỹ nhấn mạnh với chính phủ Israel về sự cần thiết phải làm nhiều hơn nữa để buộc những người Israel định cư ở bờ Tây tấn công người Palestine phải chịu trách nhiệm. Lệnh cấm nhắm vào người có hành vi bạo lực hoặc hạn chế quyền tiếp cận của dân thường với các dịch vụ và nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng có thể áp dụng cho các thành viên gia đình cũng như cá nhân đó. Ông Blinken nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục hợp tác với giới lãnh đạo Israel để đảm bảo Israel phải thực hiện các biện pháp bổ sung bảo vệ dân thường Palestine khỏi các cuộc tấn công cực đoan. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng chính quyền Palestine cũng phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các cuộc tấn công của người Palestine nhằm vào người Israel. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Nepal đã yêu cầu Moscow không tuyển công dân Nepal vào quân đội Nga. Theo phía Nepal, đã có 6 binh sĩ Nepal phục vụ trong quân đội Nga thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Nepal tuyên bố, chính phủ Nepal đã yêu cầu chính phủ Nga ngay lập tức trao trả thi thể của họ và bồi thường cho gia đình của họ. Nepal cũng đã yêu cầu Nga ngay lập tức cho hồi hương các binh sĩ Nepal đang phục vụ quân đội Nga. Nhật báo The Kathmandu Post dẫn lời đại sứ Nepal tại Moscow, ông Milan Ratulada, nói rằng có 150 đến 200 công dân Nepal đang làm lính đánh thuê trong quân đội Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đang thực hiện các nỗ lực ngoại giao để giải cứu một công dân Nepal phục vụ trong quân đội Nga và hiện đang bị Ukraine bắt giữ. Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!